Hình ảnh mà các bạn đang xem là một buổi chuẩn bị bữa ăn của gia đình anh Hữu, chị Thảo ở xóm Ké, xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc. Hôm nay gia đình anh chị lên thực đơn, chuẩn bị đồ ăn cho 15 vị khách đến từ Australia. Những món ăn cổ truyền của dân tộc xen với món ăn theo phong cách nước ngoài đã được gia đình chuẩn bị chu đáo để đón khách. Mỗi người trong gia đình đều chuẩn bị một công việc, mặc dù bận rộn nhưng cũng rất vui vì đây là đoàn khách thứ tư đến với gia đình. Khi anh chị tham gia mô hình du lịch cộng đồng do tổ chức AFAP tài trợ. Tham gia hoạt động trên địa bàn huyện Đà Bắc từ năm 2011, với mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực trên cơ sở thay đổi nhận thức của người dân trong công tác xóa đói giảm nghèo, thông qua các mô hình sinh kế bền vững như nuôi cá lồng, nuôi dê, nuôi lợn bản địa. Năm 2013, tổ chức AFAP triển khai mô hình du lịch cộng đồng tại hai xã Hiền Lương và Tiền Phong của huyện Đà Bắc. AFAP đã tài trợ nhiều dự án, trong đấy có dự án về sinh kế. Thứ hai là dự án tăng cường quản lý cộng đồng và tham gia của người dân vào các hoạt động của cộng đồng. Còn cái dự án CBT là một trong các dự án mới thực hiện của AFAP. Ngoài cái nguồn lực từ các nhà tài trợ để phát triển giảm nghèo, phát triển kinh tế của địa phương, thì CBT là dự án mà vừa huy động cả các nguồn lực sẵn có tại địa phương, đấy là các thắng cảnh, các cái di tích, những cái điểm du lịch văn hóa. Thì kết hợp cùng với cả nhà homestay CBT này thì sẽ cùng với cả người dân và nhà tài trợ, hai bên cùng phối hợp để có thể giảm nghèo. Tham gia vào mô hình du lịch cộng đồng, gia đình anh Hữu ở xóm Ké và gia đình chị Ngọc tại xóm Đá Bia, xã Tiền Phong. Mỗi hộ được tổ chức AFAP hỗ trợ 125 triệu đồng để sửa sang nhà cửa, mua sắm vật dụng như chăn màn, xây dựng công trình phụ trợ, nhà bếp, nhà vệ sinh. Cùng với hỗ trợ tiền vốn, tổ chức AFAP còn bố trí cho các hộ đi tham quan tại các điểm làm du lịch cộng đồng. Tập huấn phương pháp nấu ăn, cách làm du lịch, đào tạo các đội văn nghệ. Ngoài ra, tổ chức đã tiến hành khảo sát tour đi bộ, quảng bá hình ảnh du lịch của Đà Bắc. Được tổ chức AFAP tài trợ cho gia đình tôi đã tu sửa nhà cửa trong một thời gian cũng giờ đã hoàn thiện. Và để đón được những đoàn khách của nước ngoài thì gia đình tôi tu sửa nhà theo những cách truyền thống cũng rất hợp với gu của người khách nước ngoài. Và khi khách nước ngoài hay là khách ở trong nước và các tỉnh bạn đến thì chúng tôi vẫn làm những món ăn dân tộc mà như là cá lòng hồ và có gà đồi hay là lợn bản địa ở đây để chúng tôi phục vụ khách, và những món ăn đấy cũng rất hợp với các vị khách và rất được các vị khách rất hài lòng khi đến đây, và cũng được nhờ tổ chức AFAP hỗ trợ để có thể phát triển kinh tế hộ gia đình tôi nói chung và hộ gia đình tôi nói riêng và cả xóm này nói chung, để cho các bà con nhân dân ở đây được phát triển kinh tế và đi theo một con đường mới, và cả nhân dân xóm Kế rất vui để có khi được tổ chức AFAP tài trợ như thế này. Sau 4 tháng đưa vào hoạt động du lịch, gia đình anh Hữu đã đón 4 đoàn khách. Các du khách khi được trải nghiệm ăn ở tại gia đình đều rất hài lòng. Du khách thực sự thích thú với môi trường tự nhiên của lòng hồ, cũng như nét đẹp nguyên sơ và các tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc của xóm Ké. Your first impression when you come to Đà Bắc, Hòa Bình? Oh, beautiful, absolutely gorgeous. Cảm nhận là rất là đẹp, về phong cảnh. Look at the scenery here in the back. It's beautiful, and the lake. Rừng rất đẹp. So we went swimming today, and rất là ngon. Marvelous food. Và thứ ba là về con người thì rất là mến khách và thân thiện. It's all very nice. Nói chung là mọi cái rất tuyệt vời, cho nên thời điểm này chỉ cảm nhận rất tuyệt vời. Welcoming feeling. Tham gia mô hình du lịch cộng đồng tại xóm Ké và xóm Đá Bia, du khách được trải nghiệm khám phá tour đi bộ, núi Biều, thăm bản Sưng, bản Phiếu. Điểm kết thúc tại xóm Đá Bia, xã Tiền Phong. Toàn bộ hành trình 30 km đi bộ, du khách được khám phá rừng, trải nghiệm thực tế một đêm tại xóm Sưng, xã Cao Sơn. Với vẻ hùng vĩ của núi rừng, bản làng nguyên sơ tạo sự thú vị cho du khách sau khi trải nghiệm và khám phá. Sau 2 ngày trải nghiệm ở Đà Bắc của Hòa Bình thì đến hôm nay thì cái cảm nhận của bà như thế nào đối với một cái tour du lịch như thế này mà cái bà được trải nghiệm?
Trải nghiệm của tôi lần đầu đến Việt Nam là con người Việt Nam là rất thân thiện, rất mến khách. Mặc dù là sau cái chuyến đi ở Hòa Bình vừa qua thì khá là cái cuộc đi rất khá là mệt, thì phải đi bộ nhiều, mà thật sự là cảm thấy rất là vui, rất là phấn khích. Cảm thấy rất là phấn khích chuyến này, và chắc chắn là trong tương lai sẽ tham gia. Mô hình du lịch cộng đồng ở xã Tiền Phong và xã Hiền Lương đã bước đầu để lại ấn tượng rất tốt đẹp cho du khách. Du lịch cộng đồng được triển khai tại lòng hồ sông Đà sẽ mở ra một hướng mới trong phát triển kinh tế hộ gia đình, cũng như từng bước quảng bá, kết nối du lịch, khai thác tiềm năng thế mạnh lòng hồ, phục vụ cho phát triển kinh tế ở huyện Đà Bắc. 1, 2, 3.